Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài điều về cái vấn đề mà chăm sóc cái trái khi mà nó sao xấu nhị. Như cái cây này. Đây, hiện tại cây của mình nè. Hiện tại cái trái nó đã được hơn 10 ngày rồi các bạn. Nó đang chạy trái lên nè. Cái cây này của mình là một cổ nha các bạn. Một cổ trái. Mình đã tuyển một lần rồi, bắt đầu mình sẽ tuyển lần hai. Đó. Như cái nhánh này các bạn thấy cái nhánh này chỉ được để được một trái thôi. Hôm bữa là mình đã ngắt cái này bỏ rồi nè. Bây giờ mình coi mấy trái nè, như trái méo nè, các bạn cứ ngắt đi. Các bạn phải phải mạnh tay lên. Thường thường có một số bạn không có chịu mà tuyển á. Cuối cùng những cái trái này nó cái trái này nó rút dinh dưỡng nè, rồi trái này nó, cuối cùng nó cũng sẽ bị méo theo luôn đó. Các bạn phải tiễn mạnh tay lên đó, như trái này mình bỏ luôn nè. Cái nhánh này mình sẽ để được một trái thôi hoặc hai trái thôi, nếu mà hai trái là nhánh này chết luôn nè đó. Thì mình nhắc một cái cuống á, mà bạn để hai trái thì nó không, sao không đạt số lượng trọng lượng ký như các bạn mong muốn đâu nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cái này mình tiễn một lần, mình khoan hết tiễn cái này để mà khi mà chừng nữa cái trái này nó sẽ còn lên, nó hai hai cái học này nó sẽ bị lép nè nè mà thấy là, nhưng mà chừng nữa nó sẽ lên, nhưng mà nè, mình xịt đặng cho nó tròn cái trái lại thì chừng nữa mình sẽ tuyển sau. Bây giờ mình chỉ tuyển sơ sơ trước thôi. Đây, đối với những cái cây này là cái vấn đề, cái cây này là một cổ, còn vấn đề hai cổ nè mình sẽ cho các bạn thấy. Nghe các bạn, cái cổ này là các bạn thấy nó sổ sổ trước 10 ngày nè đó. Cái cổ sau nè, cổ sau đó các bạn, cổ sau nó sổ sau 10 ngày đó. Thì các bạn thấy ở trên hôm bữa nó đậu rất nhiều, nhưng mà bây giờ cái bắt đầu nó giật dinh dưỡng các bạn, nó rụng nha. Bạn thấy không? Nó sẽ bị méo trái nè, mình để hai cổ là chắc ăn nó sẽ bị méo trái các bạn, không có chạy đường nào khỏi chứ. Đó, các bạn thấy không? Dưới chùm này. Đó, dưới chùm này. Nó cũng bị méo các bạn. Cái giải pháp á, là các bạn á, mình thấy những cái trái méo rồi nè. Mình tiến hành mình ngắt nó luôn. Mình lấy cây kéo các bạn, mình cắt đây nha. Mình lấy cây kéo mình cắt đi. Đây mình có em cây kéo theo nè. Mình cắt đi. Tại vì thí dụ mà bây giờ các bạn ngắt vậy nó sẽ còn rút dưỡng được nè. Đó. Đó. Thì mình sẽ hớt những cái trái nào mà nó méo và nó eo ọt. Mình sẽ hớt, nó sẽ tập trung các bạn, nó tập trung dinh dưỡng, nó đẩy những cái trái kia ra, đẩy những cái trái kia ra thì nó sẽ tròn. Đây. Cành nhỏ đây thì mình chỉ nói chung chung là những cái cây mà các bạn dư trái thôi nha, còn các bạn mà có thiếu trái thì các bạn cũng phải để từ từ nha, chứ không phải các bạn mà cắt luôn thì nói chừng nữa nó thiếu trái thì lại ủ. Còn cây mình thì nó dư trái lắm các bạn, dư trái thì nó sẽ dễ tuyển hơn. Đây, như cái cây này là cũng hai cổ nữa bạn. Đây. Hai cổ á, thì các bạn thấy ở ở ở ở nhìn trên này nha, bạn thấy nó méo không? Nó méo thì bây giờ bắt buộc các bạn cái giải pháp là các bạn phải ngắt mấy cái trái này nè, bỏ nè. Đó. Cái này bỏ luôn. Mình phải tiễn mấy cái này nha các bạn, mình phải tiễn mấy cái này bỏ nè. Làm sầu riêng này thì nó đậu trái thì nó mê lắm các bạn ơi, nhưng mà cũng cực lắm, mình ở ngoài bờ suốt à. Ở trong video sao thấy nó vàng vàng ha, nhưng mà bạn thấy ngoài nó xanh lắm nha, xanh trái nhìn đã lắm. Đó. Năm sau ráng làm cổ các bạn. Năm nay mưa, năm nay nó thời tiết nó bất lợi á. Ai cũng hai cổ hết trơn các bạn à. Mình hai cổ là mình may mắn à. Ở dưới các bạn, một số bạn nó cái nhánh dưới mà không đậu á, các bạn coi nè. Mình chỉ cách một răng rưỡi tay thôi. Nó đậu các bạn, đậu hết á. Đậu này lát mình sẽ nhóng nó lên. Bây giờ nó sát đất rồi. Ê, mình đi một cây nữa đi. Cây này mình mới giống nhánh xong nè.
những ai mà hiện tại mà đang có hai ba cổ bông đó, thì các bạn mình theo mình nghĩ nha, là các bạn nên, nếu mà cảm thấy mà đủ bông đó, thì các bạn nên để một cổ thôi. Phải quyết định đi, để một cổ đi cho nó chắc ăn. Chứ nếu mà các bạn mấy ha, nè, hai cổ thì nó méo trái nhiều các bạn. Cái nhánh này mình để cho nó chết luôn nè. Mà bây giờ chắc mình phải tiễn rồi. Một lát mình sẽ đi tiễn sau. Rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Chúc các bạn có một mùa bội thu.